em xin chào tất cả mọi người ha hôm nay là là ngày 10 19 năm lịch ha thì à, <laughs> còn cũng không, không không bao lâu nữa là là tới ngày ngắt ngắt, ngắt ngọn ha cơ đọt á ừ, có chỗ nơi kêu cơi đọt còn em đây em kêu ngắt ngọn ha thì à, mọi người xem lại cái cây dần thỏ của em ha nay nó lên cũng một hai ba bốn cặp lá thứ năm ha Rồi có những cây nữa coi à. em bỏ lá mầm nha bỏ lá mầm một hai ba bốn năm ha này chuẩn bị lên ngọn thứ sáu ha thì uh, với cái thời điểm mà hiện tại giờ ha tại này bị nắng nó nó vàng chứ không phải đọt vàng ha là với cái, cái cái thời điểm hiện tại bây giờ thì còn khoảng cái ngày ngắt ngọn nó còn khoảng một tuần lễ nữa ha thì ngày ngắt ngọn nó tầm 24, 25, 67 27 ha cũng tùy theo dùng ha nắng quá thì nắng quá thì mình mình coi cỡ 27 ha nếu mà dùng mọi người mà chơi mà muốn cho nó bông nó bự thì mình coi 24 25 ha, còn muốn bông nó nó chơi mà được lâu tí thì thì mọi người ngắt ở 27 28 ha. Em thì tới bữa đó thì em tính ha. Thì tối nay chiều nay là cũng tới ngày mà tứ phân cho nó em thì 4 ngày em tưới một lần. 4 ngày em tưới nó một cử. Em bây giờ là em đi em đi hằng dưỡng rễ dưỡng rễ với là chiều nay em đi hằng dưỡng rễ tại em làm clip sớm cho mọi người em chia sẻ cho những người mà người ta mới chơi ha anh chị em là mới chơi mới trồng tập trồng tập nhiều khi bỡ ngỡ không biết tưới phân gì thì em thì em đi tưới dưỡng rễ với thằng tới thời điểm này thì em vô thằng ba mươi mười ha cho nó bung chèo ha là bây giờ là thấy cái cây của em hay giờ nó chèo nó cũng có ha chèo nó lúng lên tôi tổ, tổ nè ha rồi chiều nay em tới là thằng một là hai mươi mười mười hai là hai mươi mười mười ha làm cho nó bung chèo giữ chèo với lá ha với cộng thêm dưỡng rễ với cộng lên thêm miếng cộng thêm db và cái cái cây của mình nó tới thời điểm này thì nó khỏe ha thì mình tăng liều phân lên mình tăng lên ha là đợt trước em tưới em tính theo thùng B cho mọi người nè, về, về dễ dễ hình dung ra ha cái thùng bê hoặc thùng dồi thùng dồi thì khoảng 8 đến 10 lít nước thì em ngâm phân nước ha em ngâm là nó một thùng bê của nó thì em ngâm khoảng 20 ml 20 ml phân ha rồi em ngâm nước cho nó tan hết nó tan hết rồi quậy rồi em 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 pha vô là đối với phần 30 10 10. À, DAB cũng vậy luôn ha. DB phần đáp Thì em ngâm là 20 ml nước thì nó khoảng nó 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 bằng một muỗng ăn cơm mình ha, ăn cơm á nha, muỗng múc cơm ăn cơm mình thường mấy người ăn tô <laughs> múc cơm ấy, ha. Là nó cần nó cỡ nếu mà tính theo muỗng cà phê thì muỗng cà phê thì nó 4 muỗng cà phê hoặc 5 muỗng cà phê á. Là em đi cũng cái liệu nó cũng vừa thôi chứ nó cũng không có đậm nha. Khoảng 5 muỗng cà phê cho một thùng dồi 8 lít nước, 8 đến 10 lít nước ha Là DB 30 10 vậy ha Còn dựng rễ thì 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 cũng đi cũng, cũng 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 em cũng xài giống vậy luôn ha hoặc là thấp hơn chút cũng được. Thì mọi người cứ cộng vô ra tưới. Còn đối với cái cách tưới thì Ví dụ cái chậu em trồng 7 cây vậy ha. 1 2 3 4 5 6 7 cây ha. Thì em tưới nè, em tưới ngang vậy nè, cho khoảng trống này ha. Khoảng trống nè, nó em tưới nè, gạch ngang vậy nè ha. 1 đường, 2 đường, 3 đường. Đây 4 đường ha. Đây là 5 đường. 6 đường ha. Em gạch ngang vậy ha. Còn những cây mà trồng 3 những chậu mà mà trồng 3 chậu 4 chậu ha thì mình người tưới ở giữa. Nè, giữa ha, giữa xung quanh này nè đừng có tưới thẳng vào gốc nó ha không không có tưới thẳng vào gốc đó rồi tưới chiều nay em tưới tưới xong thì hai ngày sau hai ngày sau ha hai ngày sau thì thì em xịt sâu tại vì cái thời gian đó là nó trống tức là bốn ngày em tưới nó một cử thì hai ngày sau là nó trống thì em xịt sâu dễ bùa sâu ăn lá rồi ha hoặc là mọi người mua bịch heo xanh ha heo xanh á phun ngừa nó phun ngừa cái heo xanh tại thời điểm này gần cơi đọt nó cũng dễ bị bệnh lâu lâu mình ngừa nó cái 10 ngày nửa tháng thì mình ngừa nó cái còn đối với cái vấn đề mà 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 cứ bằng cái vàng đọt á thì người bổ sung mọi người bổ sung magie xanh á mọi người mua cái bịch mà uh, mai hay gì nói chung là cái bằng tỷ mà vàng lá gân xanh này nọ rồi nói chung bổ xương xung quy lượng kẽm này nọ là vô cho nó ha ra tiệm bảo vệ giật nói là người ta chỉ hết ha rồi mọi người cứ phun định kỳ là cái cây mình nó phát này. thời điểm này thì cái cây nó phát lẹ lắm khi mà vô chèo là là, là là, là, mọi người cảm giác nó nó ngắt đọt là cảm giác có bắt đầu nó lớn cái bằng là nhìn mỗi ngày mà biết luôn á đây em hát nay lên chèo nè có cây nào dễ quay nè người thấy cái chèo lên ha cái chèo với mầm nó cũng lên nữa nè cái chèo lúc với mầm nó cũng có nữa ha nhưng mà cái chèo mầm mình không tính nha còn tới ngày mà cơi đọt thì em cũng hướng dẫn cho mọi người luôn cơi luôn ha thì em em ngắt em chừa bốn cặp lá bốn cặp lá là em ví dụ đây ha ví dụ cây nào cho dễ đây nè ví dụ đây ha bỏ cặp lá mầm cây nào ví dụ ha đây cặp lá mầm ở dưới này ha không thấy quá bỏ cặp lá mầm là tính cặp lá đầu tiên là cặp này ha một nè hai nè ha ba nè ha bốn cặp lá nè ha tức là tới đây còn nhiêu đây là lên đây làm ngắt nhưng mà thời điểm này mọi người phải thúc ha, thúc cho nó lên khoảng 5 cặp lá cho đến 6 cặp lá ha. nặng mình có cái mình 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 ngắt ha. Chứ còn mà yếu yếu quá nó nó cái cây mình gọi là ngắt mớm ha, ngắt mà giống giống mà nó nó bị thiếu thiếu đỏ ha, mình ngắt là nó cây okay, mình mình yếu lắm. Thời gian thì mọi người thúc còn khoảng hai cử nữa ha. Là nay 19 này, 19 năm lịch thì còn khoảng đi mà em tính khoảng là ngày ngắt ngọn khoảng 25 thì còn hai cửa phân nữa khoảng hai cửa phân nữa cho mọi người thúc ha còn nếu mà người muốn thúc cho nhanh nhanh đó thì ba ngày mọi người tưới nó một lần ha còn em thì em đi cái cây thời điểm này em cũng đi từ từ em cũng chưa có thúc dội ha nay nó cũng lên gì nè ha cao hơn cái miệng chậu khoảng một tấc rồi ha thì lúc trước em trồng có nửa chậu à nửa chậu nhưng mà tưới nó sập xuống còn như cỡ một, một ba chậu rồi em uh, xin tạm biệt tất cả mọi người ha thì uh, clip tới thì em sẽ chia sẻ tiếp theo đến cho anh chị em nào mà mới tập chơi vàng thỏ ha mới trồng á em đi phân thuốc cho nó đơn giản một xíu ha cho mọi người dễ hiểu chứ cộng nhiều quá cũng hơi hơi bị gói ha rồi em tạm biệt mọi người